Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, không khí lạnh tiếp tục suy yếu với vùng trung tâm lệch về phía đông. Do vậy, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ thì gió thịnh hành theo hướng đông nam có cường độ trung bình đến yếu, nhưng trời nhiều mây và kèm theo sương mù khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Thời tiết tiếp tục gây cản trở cho tàu thuyền lưu thông ở khu vực này. Trong khi đó, ở các vùng biển ven bờ khu vực Trung Bộ và Nam Bộ thì gió tiếp tục hoạt động với cường độ yếu, trời ít mưa nên tầm nhìn thông thoáng và thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, hình thế thời tiết trên hầu khắp các vùng biển về cơ bản thì vẫn chưa có sự biến chuyển. Gió tại Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực ngoài khơi Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa vẫn duy trì cường độ yếu đến trung bình. Riêng tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bà con cần tiếp tục lưu ý tình trạng sương mù gây giảm tầm nhìn về đêm và sáng sớm. Và như chúng tôi đã cảnh báo từ bản tin trước, từ đêm mai ngày 23 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh từ phía Nam lục địa Trung Quốc sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của khối khí lạnh này nên ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ thì gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sau đó từ đêm ngày 24 tháng 3, khu vực Bắc Biển Đông và ngoài khơi Trung Bộ thì cũng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió tại khu vực biển này tiếp tục duy trì theo hướng đông nam với cường độ trung bình. Điều đáng lưu ý hơn cả là sương mù vẫn xảy ra về đêm và sáng khiến cho tầm nhìn giảm thấp, gây cản trở đến việc lưu thông của tàu thuyền. Và từ đêm mai ngày 23 tháng 3 sang ngày 24 tháng 3, gió tại nơi này thì sẽ chuyển hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây biển động và sóng cao nên bà con cần lưu ý. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cùng chung hình thế thời tiết với vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tại đây trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng đông nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Tình trạng sương mù vẫn diễn ra vào đêm và sáng, nhất là ở phần phía Bắc. Bắt đầu từ nửa đêm ngày 23 về sáng ngày 24, gió trên khu vực này cũng chuyển hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần lên. Tình trạng biển chuyển xấu nên không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Lui xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực biển này sẽ có hướng đông nam với cường độ vẫn duy trì ở mức cấp 4. Thời tiết tiếp tục ổn định, sáng sớm có sương mù nhẹ ở ven biển nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ban ngày thì có nắng, các hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Sang đến trưa chiều ngày 24, gió nơi này có xu hướng tăng dần về cường độ. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm khu vực đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai thì gió cũng thổi theo hướng đông nam ở vào khoảng cấp 4. Thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng nên ủng hộ cho các phương tiện tàu thuyền lưu thông và hoạt động. Lui xuống đến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm đảo Côn Đảo. Tại đây gió duy trì cường độ khá yếu chỉ ở vào khoảng cấp 3, cấp 4. Tình trạng biển và thời tiết tiếp tục ổn định nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Tuy nhiên với kế hoạch đánh bắt xa bờ thì bà con cần lưu ý về khả năng sang đến ngày 25, ngày 26, gió trên khu vực này sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, gây sóng cao biển động. Sang tới vùng biển phía Tây, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trong đêm nay và ngày mai thì gió chỉ ở mức cấp 3, cấp 4 và độ cao sóng thì không quá 1 mét. Cùng với tiết trời tạnh giáo, tầm nhìn xa thông thoáng nên tiếp tục an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan khá tương đồng với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Ở tại Vịnh Thái Lan trong 24 giờ tới, tại đây trời tiếp tục không mưa, ban ngày thì có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km nên vẫn ủng hộ các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai, trên vùng biển này gió vẫn duy trì hướng đông nam với cường độ ở vào khoảng cấp 4, thời tiết và tình trạng biển chưa có nhiều biến đổi. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 thì gió tại đây sẽ chuyển hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần, có khả năng gây biển động mạnh trở lại nên các tàu thuyền đang lưu thông trên khu vực cũng cần hết sức lưu ý. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì sẽ có gió đông nam với cường độ phổ biến ở vào mức cấp 4, thời tiết không mưa, ban ngày thì có nắng nên tầm nhìn xa khá tốt, ở trên 10 km, sóng biển cao dưới 2 m và không gây trở ngại cho các hoạt động hải diễn ra. Dự báo thì đợt gió mùa đông bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực này từ khoảng đêm ngày 25 tháng 3 nên bà con ngư dân hạn chế đánh bắt ra bờ. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, huyện Trân Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai thì gió đông bắc đến đông sẽ duy trì cường độ ở vào khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét. Mưa chỉ xảy ra một vài nơi nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.